sáng 30, phải không ta? Cái này mấy cái này ngày tới nào em có được, có đợt này không có được ăn hả? Sao lại không được kỳ ta? Tôi đưa cho mày rồi mà. Lên. Mày để áo quên. Quên 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 để tao nói để mấy ngàn quên tôi quên nữa, nãy giờ chưa lâu quá. Rồi ok không sao, để mấy ngang với mọi người quên, để mấy ngang không có dặn đó, để mấy ngang tại vì cái chân để mấy ngang. Rồi nó đi đâu mất tiêu rồi. Ok. Thì đúng rồi, giờ này ở Việt Nam thì nó ngủ chưa dậy đâu, chứ không có điều ở đây tao buồn quá. Tao thấy thiên hạ ở Việt Nam coi lại mấy cái YouTube đó, nó rộn ràng y sèo. Ra ở đây nó buồn quá. Ở bên này là tao là coi không hoa, không pháo, không bánh, không gì trơn trời. Chán cho nên ra thấy rộn rực quá, với lại chính vì vậy mình mới thấy thêm buồn những người lớn tuổi, những cái gia đình Việt Nam, nói chung là người Việt ở Mỹ này họ thiếu thốn cái vấn đề coi như là cái mùa xuân của cái Tết của Việt Nam mình. Mà tao đã nói rồi, chỉ có ở Việt Nam người dân Việt Nam mới hưởng được điều đó, còn tất cả những cái đây là chỉ đi hưởng ké thôi. Mùa xuân tới rồi, ở đây mình cũng làm mình cái là mình cố tình mình tạo ra mùa xuân, chứ thực chất cái mùa xuân nó không kéo về. Còn ở Việt Nam tới cái mùa đó ngày là tự nhiên đùng đùng mà ra, mình thấy là pháo hoa chợ tùm lum tà la đó, tự nhiên ta nhộn nhịp lên hẳn lên, mà cái điều đó không ai biểu, không ai mời, không ai gọi mà cứ vẫn tới, đúng không? Nó khác hơn ở đây. Ở đây có nhiều người họ làm đồ tắt mặt tối rồi ta không biết Tết là cái gì đó. Còn những người đã biết Tết là những người rảnh rỗi như tao, rất biết Tết là thì nó lại lẻ loi, nó cô đơn cô độc, nó đơn giản vậy thôi. Đúng rồi, Việt Nam bây giờ sớm quá. Vậy thôi, nếu không ai lên chơi thì tao offline nha. Tính có đứa nào lên hỏi thăm ở Việt Nam từng giờ tình trạng ra làm sao, bánh chưng bánh tét như thế nào, rồi sinh hoạt gia đình, rồi mỗi người rồi cúng giỗ ra sao, rồi chuẩn bị tới đâu, rồi thịt kho nước dừa sao sao. Tại vì nhớ phải không, nhớ là thèm. Ở đây là không có gì hết, củ kiệu tôm khô không có, thịt kho nước dừa không có, nói chung là không khó tất tần tật, nói chung vậy. Bởi vì thường thường nấu ăn món ăn Tết á, nếu kho thịt
thịt kho hoặc là những cái gì thì thường ta làm số nhiều bởi nhà đông người, chứ không ai kho một người ăn hết trơn, không ai kho một người ăn cả, một người ăn cũng đi mua thôi chứ không có kho, mà đi mua thì nó lại không ngon không hay. À, phải không? Một nồi thịt kho một dịch mà có bao giờ kho cho một người ăn bao giờ, một cái trứng vịt với lại một cục thịt không, không ai kho kêu hết cả đúng không? À. Không thì tao đâu có phải, tao đâu có cần lên like, tao hứng lúc nào tao buồn lúc nào tao lên đó. À, tèo tôi mi phải không? À, thì mình hứng lúc nào lên đó chứ tao không bị lệ thuộc bất cứ một cái gì cả, không phe phái, không đọc 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 cô cầu bại, là thích lúc nào thì lúc đó chơi thôi. Cảm thấy cái con người mình cảm thấy nó có một cái gì đó, mình cảm thấy một phát tiết mình muốn nói thì mình tự lên lên thôi, bất kể ngày đêm. Chứ ta không làm YouTube là ta không chạy theo tiền bạc, ta không phe phái, ta không hội nhóm, ta không có mẹ, ta không có chơi đợi, thì ta thích thì ta làm gì đúng không? Thế thì nói như vậy để mình hiểu, ở đây là không than quán, cái điều là số phận của chấp nhận thôi, chứ mà thực chất là chỉ có lỡ năm nay thôi, năm sau tao ăn Tết ta bù. Nhưng mà nói cho đúng ra thì đối với tao thì tao về Việt Nam thì ngày nào cũng Tết cả, là bởi vì sao, những cái món ăn ngày Tết á, thì thường người Việt Nam mình trong các quán ăn các chợ thì hầu như chỗ nào cũng bán cả, ngày thường cũng có bánh tét, cũng có bánh chưng, cũng có củ kiệu, cũng có tôm khô, có luôn, nhưng mà cái không khí mùa xuân nó không có thôi, chứ thực chất muốn ăn đầy đủ cả. Tại vì tôi biết mà, năm ngoái thì về 9 tháng tôi biết. Thế thì chỉ có cái điều là cái không khí mùa xuân nhộn nhịp của xã hội, của dân chúng, của những người đó họ không có thôi, nó không có thôi. Ngoài ra ngày thường có hết á, mình muốn cái gì có đó cả. Và thí dụ như là mình về đúng mùa xuân thì mình phải dịp về thăm quê ngoại, quê nội, rồi bà con chú bác, rồi chú chung hàng xóm nói gì, thì cái đó nó tăng thêm cái phần vui hơn nữa, rồi thấm đậm với tình quê hương hơn nữa. Chứ còn người bình thường nó nói về ăn uống thì ngày thường cũng giống như ngày Tết, bởi ở chợ bán đầy đủ hết, không có thiếu gì cả, nhưng mà nó thiếu đi không khí Tết thôi. Nó chỉ quý nhau ở cái chỗ là cái mùa xuân của đất nước mình ngay tại thời điểm đó thì nó mới tạo ra được một cái gì đó mình khó nói bằng lời, có nghĩa là còn ở nước ngoài là mình mới nói là chỉ ăn theo ăn ké theo cái mùa xuân, cái Tết của trong nước thôi. Ở đây thì cũng có pháo hoa nhưng mà thấy nó nhạt nhẽo, nó không có cái gì gọi là, nó không có thấy có cái gì là cái không khí Tết cả. Đi thì đi phố hoa, đi sắm sửa, đi trưng bánh, nhưng mà thực tế là Tết đâu rồi Mỹ, làm gì có Tết ở Mỹ, không có không khí Tết Mỹ, không có, không bao giờ có cái chuyện đó cả. Đó, chỉ có làm mình đỡ nhớ thôi, mua về cũng ăn này kia, nhưng mà có ăn, có người không, lợt lạc lắm, cái tình hàng xóm không có. Em tao nói về nghe, thí dụ như ở Việt Nam thường thường Tết thì thường thường đi, nó có tính cách là đi 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 viếng Tết hàng xóm đúng không? À, cái nhà kế bên tôi rồi tôi đi xong rồi tới công cái đi qua chúc anh ba anh tư anh năm anh sáu chị bảy rồi đại khái vậy, thí dụ vậy. Mẹ ở Mỹ thì dám qua không, mày gõ cửa rồi vô, giờ vô nó bắn bỏ mẹ thấy không, đổi có như nó không có thấy, nó thấy thấy nó cũng đang kỳ kỳ rồi, thấy không? Nó không, cái xã hội nó không phải giống như Việt Nam, cho nên vì ở chỗ đó ra cái Tết chỉ có ở Việt Nam mới đúng nghĩa là cái Tết, cái mùa xuân ở Việt Nam đúng nghĩa là mùa xuân, còn ở đây là chỉ là hửi gió hửi mây cho đỡ ghiềm thôi, chứ không có cái gì gọi là Tết cả. Nói thẳng ở đây là không có Tết, mặc dù cái gì cũng có mua là có hết, nhưng mà không bao giờ có Tết cả, nó thiếu đi. À, thí dụ như Tết đó, thí dụ như là cha mẹ cúng ông bà, thế là con cái cháu chắc kéo cả nhà về nhà, ví dụ ông nội bà nội, thế là cả nhà mấy chục đứa về nhà hết quây quần rất là vui, đứa cứ đưa phụ chút, đưa dọn mâm dọn bàn rồi cúng bái ông bà các cái xong rồi quay quần rồi ăn uống nhà trong 3 bữa Tết rất là vui. Ở Mỹ không có làm gì, không bao giờ có cái chuyện đó được, không bao giờ có cái chuyện đó. Riêng tao ba đứa con ba nơi gần đây là ở trung một tiểu bang thôi, gần đây thôi, nhưng mà 30 Tết mà gọi nó về chưa chắc là nó về, nó thở vậy nó khổ vậy. Thôi được rồi, trước sau gì cũng về mà, qua ăn Tết trong khi tao về tao mua vé bay rồi, tao nói tao bay rồi, tao nói rồi, chỉ có cái điều là về sau Tết thôi thì cũng nhàn, mà đối với riêng cá nhân tao thì tao về Việt Nam ngày nào là ngày đó đối với tao là Tết đúng không? Tại cái xã hội nó vui, rồi đời sống con người nó cũng vui, nó, ở đây nó bệ rằng nó chưa, tao còn là nhiều công việc ở đây quá cho nên ra không có về trước Tết được.
mùa mùa thuế thì ngày 15 tây tháng 4 mới hết hạn, mà trong kia nó đang phải một đống thuế đây. Giấy thuế nè, quá trời không, mấy chục đủ thứ. Còn nhiều điều phải lo. Chưa khai thuế thì sao vậy, phải khai thuế xong mới về đúng không? Chứ có vậy, nhưng mà ta khai thuế mai thôi, sang năm ta giao hết cho mấy đứa nhỏ, tao không có làm nữa, mệt quá. Để rảnh rang đi chơi cho nó sướng, không có cái gì cho vui cho bằng là ba bữa này mà có mặt ở Việt Nam ha. Trời ơi sướng, đi hết ngày này tới ngày kia, ăn uống thì đâu bao nhiêu đâu, gấp hai đũa là no mẹ rồi, cỡ như ta tôi gấp hai đũa là xong xuôi rồi, tiêu rồi. Nhưng mà có điều là thấy cái không khí mình đó, có người mà nó làm giống như kiểu như là nó hưng phấn, nó thấy vui, cũng là cũng cười te tét. Về đây cái mấy tháng mặt mày nó mặt tao nó xốp, nó sợ nó hóp lên trên trời với nhau. Thứ nhất là làm về khí hậu nó lạnh quá, thứ hai là nó buồn, thiếu bạn thiếu bè, mình làm gì có chuyện mà ở đây mà sáng ra mà ngồi dắt mà xách đi chợ lại quán cà phê ngồi và chém chém chệ uống cà phê xong uống cho nó đã, từ một ghế mới về đâu, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất làm gì có, chỉ có Việt Nam mới có thôi. Rồi cà phê cà pháo rồi phở rồi đi long nhong xách xe chạy lòng vòng rồi đủ thứ, nó sảng khoái, nó vui, nó có người ta cảm thấy nó vui, nó hoạt bát và nó linh động lắm. À, bên này thì mấy người lớn tuổi như tao thấy nó nặng nề, nó nặng nề tại vì xe qua xe lại thì cũng ở trong nhà, xe qua xe lại mở cửa thì lạnh, đóng cửa giờ cũng vậy, cũng muốn bức tường cũng vậy. Mặc dù không thiếu gì cả nhưng mà mình cảm thấy mình buồn, nó đang đơn giản vậy đó. Ok tưởng tụi bay lên đây chơi tâm sự với tao, mà thôi không có ai thì tao tao ta ốp máy nha. Ok.